Em hôm nay lại chia sẻ đến các bác về những cây quất Tết này. Hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác về những cây gọi là dù 50 và dù 40. Thì hình thức cây bên này nó là dù 50 nhá. Và cây bên này là dù 40 này. Nó chỉ chênh lệch gọi là chiều cao của dù một chút thôi. Chứ còn hình thức cây gần như là nó tương đương nhau. Đấy thì em sẽ quay sơ cho các bác nhìn. Thì vườn này có tầm khoảng 100 dù 50 và khoảng 50 dù 40. Các bác xem này. Chất quả sai bết luôn. Đây, bên này dù 40 nhá. Em sẽ đi một lượt cho các bác xem. Các bác có nhu cầu em sẽ để lại số điện thoại của nhà vườn trên tiêu đề cho các bác liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Bên Yên Định vẫn còn mấy chục dù 40 à? Vâng đấy, vẫn còn mấy chục đấy. Thì tổng ở chỗ này nó tầm khoảng 100 dù 40 và 100 dù 50. Các bác có nhu cầu thì nói chung là tiện xe chắc là một chuyến tầm khoảng 8 tấn cũng hết thôi. Em sẽ đi sơ một lượt bên này cho các bác xem. Để các bác có thể nhìn sơ qua, nếu mà có nhu cầu thì về tại vườn xem nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều. Đây em sẽ sang quay bên này cho các bác xem cái nô dù 40 nữa nhá. Đây. Một bên là bắt quả tháng 6 thì mã nó chín hơn và một bên là bắt quả tháng 7 thì mã nó hơi ngái nước chè. Đấy thì các bác có nhu cầu thì có nghĩa cái dòng này thì chỉ còn tầm khoảng 50 cây. Dòng hàng mã ngái nước chè này chỉ còn khoảng 50 cây thôi. Còn bên kia thì em gọi là quay cho các bác xem vừa nãy rồi. Thì bên ý thì mã quả nó tầm tháng 5 cho nên là mã nó sáng rực lên. Còn dòng này thì các bác nhìn thì đến lúc mình đi bán thì nó chỉ các quả này thì có thể nó chín này, chín hết này. Còn những quả xanh xanh đến Tết nó sẽ màu ngái nước chè. Gọi là mã vàng chanh ấy. Các bác có nhu cầu thì có thể đi xem một đoạn dài clip nếu mà chuẩn nhất. Các bác về tận vườn xem cây, chất quả nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều. Cái hàng quả tháng 7 này mã vàng chanh này đến Tết mã vàng chanh đẹp này nhỉ. Mã vàng chanh. Quả này sai bết từ dưới lên tận trên. Không phải cây nó đẹp thì quay nên nó đẹp nhá. Đấy thì em cũng quay sơ cho các bác xem vậy thôi. Còn bác nào mà có nhu cầu đến với những hàng dù 40 và dù 50 thì về tại thôn Trấn Đông, xã Hòn Long, huyện Yên Mỹ và tỉnh Hưng Yên nhá. Thì liên hệ theo số điện thoại của chủ vườn. Em cũng xin dừng clip tại đây nhá.